làm lại lần nữa nha. Cái cách lưu thì nhấn cái này xong rồi mới chọn. Rồi, ok vậy thôi. Mình lúc đầu mình đặt thay vì đặt ví dụ như bên này mình có những cái điệu Hanabera hay là điệu Siro hay là điệu Rumba gì đó. Tùy ý của mình. Đó, mình sẽ có những cái điệu bên này. Ví dụ như bài này mình chơi điệu cha cha cha. Đó, mình chọn điệu cha cha ở đây, đó, hoặc là Rumba ở đây. Đó, rồi tiếng. Ba tiếng thì nhìn bật favorite là lên đây. Đó. Đó nhanh. Theo ý mình. Đó, đây là bật cái này lên mới xài được mấy cái đúng rồi. Dạ, còn đây mình không bật lên này. Nó thành cái tiếng guitar này, thành piano này. Đó. Đáng này mình nói đây là tôi muốn là tăng nó được 9 tiếng. Tương tự mình chán tiếng tiếng này mình lại lưu 9 tiếng khác. Còn nếu mà mình lấy ở cái list này thì chỉ được có 4 tiếng thôi. Đây, nó chỉ sáng 4 đen này, nhấn list, chọn ra băng không nhấn 1, 2, 3, 4 nha, 4 cái đèn này thôi. Cái đèn này là đèn tiến, đèn này đèn lui. Đèn này đèn tiến lên rồi lui lại đúng không? Dạ đúng rồi. Nó lật trang hả? Dạ lật trang, đó anh cứ nhấn đi nó lật trang. Nó lui này. Đó. Đó là thông minh. Đó, cái gì không? Rồi xong.